Trời ơi, nay sao mà đẹp Hôm gái nay dữ vậy? mang guốc hơi cao ạ, Mang nên là hơi guốc run xíu. cao nghịu luôn. Bình thường đứng thấp hơn ta thì dễ khoác Bây giờ vai, cũng nay thấp phải hơn. nhón lên. Không, bây giờ cũng thấp hơn. Cũng thấp hơn hả? Nay tôi đâu có độn đâu. Nay tôi được mang về tặng nè. Không, cái này độn nha. Đâu có Chính xác độn. nha quý vị, độn nha. Thì cho anh độn để anh cao hơn em chứ Nhung. Rồi dạ. Rồi bây giờ mình Chứ thắt em mi muốn nha. anh gì hả? Rồi Dạ, giờ mình hát bài à, nào. tiếp theo đây thì Sang với Nhung xin phép được gửi đến quý vị một ca khúc cũng rất là dễ thương mà hai đứa mới tập lúc trưa này, mà kênh ở trên Đồng Dao có đăng cái đoạn video ngắn của hai đứa hát vừa nhảy lần đầu làm chuyện ấy. Lần đầu làm điều này. Làm điều này vì vì Ba Quỳnh hả? Đúng Ba rồi. Ba Quỳnh bảo hai đứa phải nhảy lên, cho nên bây giờ hai đứa quyết định sẽ nhảy cái bài này cho hết mình nha. Một sáng tác được mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ. Và vì cùng lắng nghe. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dây này rồi, không biết anh nhảy được không đây nè. Sáng đơm đơm đông đưa giờ nàng đã ngủ chưa?